Xin chào mọi người. Hôm nay tôi muốn chia sẻ với các phụ nữ trung niên, đối tượng các em từ 55, 50, 40 tuổi. Các em có thấy là thời gian này cái tình trạng sức khỏe làn da của mình xuống cấp nhanh chóng. Năm nay mình thấy mình già hơn năm rồi. Rồi phụ nữ mà 50, 60 đó thì tháng này mình thấy mình già hơn tháng trước, đúng không? Quy luật mà ai cũng phải già hết trơn á, thời gian nó không chừa một ai hết. Nhưng mình có thể níu kéo được tuổi xuân của mình làm được chuyện đó là như thế này. Mình có thể tìm những người người ta am hiểu, người ta có kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực chăm sóc cho da, thì người ta sẽ hướng dẫn mình da mình khô gáp xài những sản phẩm gì, da mình đen sạm nám nhiều khuyết điểm thì xài những sản phẩm gì, da mụn bệnh lý này thì mình cần điều trị sản phẩm gì, điều trị như thế nào, người ta sẽ hướng dẫn cho mình cụ thể. Thì mình cứ tiêu tiền như một lần theo cái hướng dẫn đó thì mình để giải quyết được cái bệnh lý của mình, cải thiện dần dần. Không phải là mình gặp đâu mình mua đó, không có kiến thức mua cái loại kem đó về thoa không đẹp mà da càng ngày nó càng đỏ, bong chóc, nó xấu, nó làm nám đi, rồi lão hóa lại sớm nhanh hơn bình thường nữa. Hiện nay khoa học tiến bộ hơn, điều trị cho da hiệu quả cao và nhanh hơn. Nếu mà những người phụ nữ gia đình mình kinh tế không được tốt thì mình có thể chọn những thương hiệu trung bình, những thương hiệu lớn thì hiệu quả nó nhanh, hiệu quả cao, còn những thương hiệu thấp thì hiệu quả cũng được đạt được 70-80%. Mình đừng có đợi đến khi mình giàu, mình có tiền rồi mình mới chăm sóc cho sức khỏe và làn da của mình. Mà ngay bây giờ khi những em, những cháu 20 tuổi là cũng bắt đầu phải chăm sóc da rồi. Da mình đẹp thì mình chăm sóc và cung cấp độ ẩm, chống nắng, bảo vệ da. Còn những người phụ nữ lớn tuổi đó thì mình phải xài, sử dụng những sản phẩm chống lão hóa phù hợp cho loại da của mình. Người phụ nữ có một cái vai trò rất quan trọng trong gia đình, trong mái ấm của mình. Nếu mình xinh đẹp, trẻ trung, tươi tắn thì dĩ nhiên mình vui rồi. Khi mình vui thì những người thân mình mới vui được. Nếu mà mình buồn á, mình làm một bữa cơm cũng không được ngon nữa đó các bạn. Đừng nói chi mà mình làm tới chuyện lớn lao nào. Nên suy nghĩ lại tôi nói, đừng bỏ qua nha. Rồi tạm dừng, tạm chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn lần sau.